Thân vỏ của đồng hồ này được đúc bằng vàng nguyên khối 18K AU750 chuẩn châu Âu. Đẹp đẳng cấp đỉnh cao mà hầu như tất cả chị em bạn gái nào thấy cũng sẽ thích. Vâng, chị Lan kính chào tất cả quý khách. Và hôm nay chị Lan sẽ giới thiệu với tất cả quý khách một cái sản phẩm. Một cái sản phẩm này là một cái đồng hồ. Và đồng hồ này là dành cho phụ nữ, bạn gái. Một siêu phẩm Richard Mille. Một siêu phẩm bằng vàng nguyên khối đính kim cương. Thân vỏ của đồng hồ này được đúc bằng vàng nguyên khối 18K AU750 chuẩn châu Âu và đính trên mặt và hai bên thành là những viên kim cương thiên nhiên siêu đẹp và siêu lấp lánh. Một chiếc RM07 của Richard Mille đẹp đẳng cấp đỉnh cao mà hầu như tất cả chị em bạn gái nào thấy cũng sẽ thích. Và chắc là để mà tôn lên cái vẻ đẹp của đồng hồ thì chị Lan sẽ nhờ một bạn nhân viên ráo vào tay thử để quý khách hình dung nha. Và chị Lan muốn qua video review của chị Lan thì cho quý khách nhận được cái cảm giác là như là quý khách đang coi trực tiếp vậy. Bởi vì chị Lan thực tế và cầm trên tay, không dùng bao tay. Bởi vì dùng bao tay mình đeo vào thì mình sẽ không thấy được độ đẹp khi nó hòa quyện vào cơ thể, vào da của mình. Chính vì vậy chị Lan muốn thực tế nhất và chân thành nhất, gần gũi nhất với khách hàng. Rồi tay thì bởi vì mình là nam, mình ráo vào tay mình cũng hơi không phù hợp với đồng hồ này. Nhưng mà thật ra thì cái tặng người Kỳ Lăng thì theo Kỳ Lăng nhìn thấy cũng ok đó. Nhưng mà để chân thật nhất thì Kỳ Lăng sẽ mời một bạn nữ. Và Kỳ Lăng bắt đầu đeo thử chiếc đồng hồ Richard Mille này vào bàn tay xinh xắn, dễ thương, đáng yêu của người con gái. Đây, sẽ dễ hình dung hơn, qua thực tế hơn là cái tay trắng nõn nà của bạn ấy. Em đeo mà em còn run luôn quý vị ơi. Và để đặt hàng thì xin mời quý khách liên hệ trực tiếp với Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247. Và số hotline này cũng có cả Zalo. Và để theo dõi, tham khảo tất cả những mẫu mới, những mẫu đặc biệt thì xin mời quý khách truy cập trực tiếp vào website kylangluxury.com hoặc là follow kênh YouTube này, đăng ký theo dõi trong fanpage này để cập nhật nhiều video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao sắp tới. Nếu như quý khách nào từng thấy những mẫu nào ở đâu đó và muốn mua thì cứ liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ sẵn sàng và luôn luôn gửi những mẫu tương đồng và những mẫu như vậy, những mẫu đẹp, những mẫu đẳng cấp để quý khách lựa chọn. Và nếu như quý khách muốn đặt hàng theo custom sản phẩm theo yêu cầu, chế tác sản phẩm theo yêu cầu về kiểu cách, về đính kim cương, nói chung là Kỳ Lăng sẽ phục vụ cho tất cả quý khách đúng theo những cái yêu cầu đó. Và Kỳ Lăng luôn luôn phục vụ những sản phẩm đỉnh đẳng cấp, đỉnh của đỉnh cao. Và một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi video và xem hết video Kỳ Lăng đã giới thiệu. Kỳ Lăng cảm ơn tất cả những bác, những quý khách đã đồng hành cùng với Kỳ Lăng và chúc tất cả quý khách hàng, tất cả mọi người yêu thương thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và hẹn gặp lại tất cả quý khách tại showroom của Kỳ Lăng Luxury cũng như là gọi trực tiếp cho Kỳ Lăng Luxury để đặt hàng. Còn bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo, những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao tiếp theo trong thời gian sắp tới.